Anh Hi Hà ơi, em có phần anh, làm cách nào để tặng cho anh bây giờ? Ok em, hiện tại anh có một nhóm Facebook mang tên là Vườn Hoa Bé Nhỏ của Hi Ha và Jimmy. Em hãy gõ nó vào thanh tìm kiếm trên Facebook, sau đó nhấn vào trả lời câu hỏi nè. Nhớ là phải trả lời câu hỏi đó nha. Sau đó đợi khi anh Việt là em có thể gửi fanart cho anh nè, hoặc là có thể chế anh Diềm, hay là em có thể đăng bất cứ thứ gì về Hi Ha và Jimmy là được nha. Nên nhớ Hi Ha và Jimmy thôi đó. À, các bạn cũng cùng nhau tham gia nhóm Facebook của tôi để giao lưu với nhau nhé. Sao lại không nhỉ? Tổng thống hay ha la 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 la. Xin chào mọi người đã quay trở lại với một video mới của mình. Nhưng trước khi bắt đầu video, các bạn biết làm gì không? Đó chính là nhớ để lại cho mình một nút like, nút share để ủng hộ video cho mình, và đừng quên đăng ký cho tụi mình nghe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hey, yeah, hôm nay ơi, đi đâu vậy hả? Đi đâu vậy trời? Vậy đi đâu vậy? Quay 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 đi đâu vô nhà tôi? Đi đâu vô nhà? Đi đâu vô bà nội? Hôm nay tôi qua để tôi chơi với ông á, nhưng mà tôi muốn nói cho một điều là Ia ơi, nhớ kêu tất cả các bạn nhớ đăng ký cho con nha. Tôi nghe rồi, đăng ký cho tôi là các bạn đăng ký rồi, còn gì nữa không nữa các bạn. Các bạn có biết tháng 5 là ngày gì không? Đúng rồi, tháng 5 chính là ngày sinh nhật của tôi, sinh nhật sinh tốt. Sinh nhật bác Hồ nữa. Đúng rồi, trời ơi. Các bạn có biết là còn bao nhiêu ngày nữa là tới sinh nhật của tôi không? Thôi còn lâu lắm bạn ơi, nhưng mà điều quan trọng là qua đây làm cái gì đây? Nana muốn đi đâu chơi nè? Hôm nay bà muốn đi chơi cái gì hả? Dùm mì, heo, bò tớp. Tôi không chơi với bà đi, chơi cái gì cái gì? Ông nói cái gì, heo gì? Tôi định kêu bà là... Dạ phải không? Đâu, cái sản gì xỉn vậy? Cái sản này hôm qua mới mua, dễ thương không? Thấy chú kêu bà chợ bán á. Cái sản này là tao gì? Tao không nha. Gì mày? Ây da! Ây! 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 Thằng nào đốt lên ba tao vậy? Thằng nào? Ây! 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 Sầu riêng với lại mấy thằng này. Hello. Chó kìa. Thằng chó này được. Chạy tụi mày ơi. Đứng lại mày. Nó rượt tao thì nó rượt tao thì mày ơi. Chạy qua đây, mày chạy đây. Chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây. Mày đừng có đánh tao. Mày nè. Lèo. Cái gì vậy Jimmy? Trời ơi Jimmy, bà có chuyện gì không? Thi Hà. Chuyện gì? Trời ơi, dân thu đó kìa. Dù nó không những lông lá mà còn đen thui nữa kìa. Cái gì vậy? Rồi sao, có chuyện gì? Mày đừng nghe nó bụng không kìa. Ôi trời, tôi đen thui. Đúng rồi, mấy ông. Cái cưới gì đen thui lùi luôn. Giọng sợ đây. Quậy quá trời. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi, mấy thằng khốn nạn này dạo này bài trò gì nữa vậy trời. Ôi, mấy thằng này quá trời, bực bội thiệt chứ. Ôi, biết làm sao bây giờ, mấy thằng này tối ngày nó quậy hoài. Ôi, quậy quá trời. Hello mọi người. Ê, kìa, đi sự kiện siêu xe, không biết chuyện làm hay lắm luôn á. Sự kiện siêu xe? Yeah, đúng rồi, siêu xe hay lắm. Nghe đã vậy, nghe đã vậy. Ừ, bây giờ nó xe mới lắm à. Ôi, 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 ôi. Ông tụi nó quậy tụi tôi nữa rồi sao? Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ phải tìm nóng nóng để bảo vệ làng đi chứ. Bây giờ nhưng mà bây giờ là mấy thằng tụi nó quậy đó. Ông không thấy kìa, tụi nó này đánh tôi tù lùi kìa. Hay là ông rảnh ông rồi không? Đừng tôi đi. Vậy sao trời? Nhưng mà sự kiện này tôi phải đi ngay lập tức luôn á. Trời ơi, không đi chắc tôi đi một mình. Ôi, đừng có vậy chứ. Vậy sao? Ôi, vậy thôi ông đi cũng được, hay là ông giúp tôi làm một người làm tổng thống coi. Vợ ông rảnh không? Không, trời ơi, tôi đi với vợ tôi mà. Ôi, ông người yêu tôi chưa phải vợ chạy chạy. Vậy có ai trong... Vậy kêu ba ông đi. Trời ơi, ba tôi cũng có gì. Ê, anh nhân tôi có ý này hay hơn à. Ok. Ủa, ý gì? Như ba tôi có quen một người nào đó có thể giúp phụ ông được. Bây giờ đi tìm lấy lại nhà ba tôi rồi kêu ông dẫn tới cái người đó. Ok, hiểu chưa? Bây giờ tôi đi. Bye bye. Ok, bye bye, thanh kiều bà đâu. Xeo xe, xeo xe, yeah yeah. Móc kỳ số 1, móc kỳ số 1. Móc kỳ số 1, móc kỳ số 1. Ê, đi đâu rồi bà nội vậy? Ủa, tự nhiên tôi đi đeo chi vậy ta, tôi cũng biết nữa. Thôi bây giờ mọi người ở đây đi. Mọi người ở đây đi. Tôi đi tìm tổng thống thử coi. Bây giờ phải qua tìm ông Ford Guinnessy nè các bạn. Thôi được rồi mọi người ở đây nha, tôi đi đây. Bye bye. Ok. Sao cuộc đời này nhiều lúc trong gai, nhiều lúc nhiều thứ chuyện dữ trời. Ui ui ui. Ôi trời ơi.
của mình. Xe mới chạy giúp rồi đó. Cho cái cháu đầu tóc hồng hư hả? Bảy giờ ông Phát Ghi. Trời ơi, hôm nay kính ta nó không được khỏe, bắt đầu được khỏe cho lắm ơi. Là đi cái ta tông vô đây, cái xe nó bốc khói. Còn xe bốc khói luôn vậy? Vậy thì ông sửa đi. Trời ơi, bây giờ ở đây tông có ta để quên điện thoại đồ. Trời ơi, con đang cần ông với để con sửa, để con sửa cho ba chiếc xe này. Hay lắm chân trời. Ok. Trời ơi, đây. Con làm cái một ông ơi, ông đợi con xíu. 25 giây thôi, 25 giây thôi là xong liền. Trời trời trời. Trời con ta, trời là không được trách sự gì trơn. Đây, con đang đổ nè, con đang sửa nó nè. Rồi, có cần đổ xăng con đổ luôn nha. Rồi, để đưa nè. Đang ra cũng nhiều rồi, không sao. Được rồi. Hay quá. Trời. Xe làm cái một luôn ông Foggy. Để con mấy cái này để con lao luôn. Trời ơi, dịch vụ gì tốt dữ rồi. Trời ơi, làm hết. Rồi. Trời ơi, tông tông còn quá. Rồi, cảm ơn con nha, mà tính phí á. Con muốn thưởng gì không? Thôi, trời ơi, con không có tiền bạc. Không có phải tiền bạc. Ông hiểu không? Chắc cháu cũng phải cần gì đó chứ. Trời ơi, cần. Con nghe con của chú báo nói là chú có quen ai gì có thể giúp con làm tổng thống á. Ủa, hầu người đó lỡ hỏi làm tổng thống sao? Rồi. Đứa này chắc được nè. Ok, chúng ta dẫn cháu tới đó cho. Người này chắc làm được á. Ok. Đó, nghe nói người bạn gì của ông á, con không biết. Đúng rồi đó. Người bạn này với ta có rất nhiều điểm chung. Nói chung nó cứ đi theo ta. Ôi trời ơi đó. Sao nhà máy nhìn quen ta? Sao nhà máy này giống của Mommy Long Lét quá vậy? Ok. Giống gì hả? À, hiểu rồi. Trời đâu? Có nhiều siêu xe y hệt ta luôn á. Trời, nhìn nè. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ta lấy tay là siêu xe của ông không vậy? Phóc đi. Nhỏ này cũng giàu khá giống ta luôn á. Đúng rồi, nhỏ này cũng độ siêu xe giống như giàu hệt ta luôn. Trời ơi, giàu vậy. Ôi trời ơi. Biết trời bà này là ai không hả? Trời bà. Bà cũng khá giống như con của ta. Mà trời bà là mốt ghi lon lét. Mốt ghi lon lét? Mommy lon lét? Còn đây là mốt ghi lon lét? Không lẽ là một phiên bản của thế giới của mốt ghi? Thế giới nhà giàu hả ta? Rồi, bây giờ dắt đi. Vào trong hả? Vào trong không? Chắc vậy á, vào trong thôi vậy. Okay. Vào trong đi. Ở trong đây không có bỏ gì hết trời. Để lần ra luôn á. Đây là bên trong nhà của trời ơi, con nôn nhặt cô, cái cô đó đúng không ạ? Rèn lè, chú ơi. Ôi, nôn nhặt cái cô đó ghê á. Ôi, đừng có gọi cô. Con nhỏ đó chỉ lớn hơn con trai cho một xíu thôi. Nó gọi ta bằng chú á. Rồi nhóc định gọi nó bằng chị thôi, được rồi. Ủa vậy chỉ lớn hơn Moggy Nexi xíu thôi các bạn. Đâu, giờ đi đâu chú? Đi thôi. Wow, nhà này to, rộng hơn nhà của chú luôn á. Đi tiếp. Trời, nhà gì đâu mà đi hoàng quá chú. Moggy lon lét ơi. Moggy lon lét. Quẻ vô. Này đâu đây? Ôi giờ không bị đồ mình đụng bây giờ. Ôi vậy hả, người giàu không thích hả? Wow, trời ơi, các bạn nhìn nè, mỗi đứa ở đây tàn vàng lại kim cương không à. Giàu quá trời giàu luôn. Nếu phải đường này quá. Ủa hay là chui vô trong đây nè. Lần trước con đi tìm Mommy lon lét con cũng vô giống vậy á. Ồ vậy hả? Trông chắc là ok. Vô. Ôi wow, vào cây lối khớp luôn rồi. Hay vậy. Hello. Mommy lon lét. Trời ơi nè. Xin chào cháu. Trời ơi. Chào chú. Trời ơi, mấy bữa nay con lớn dữ ha. Trời ơi, lớn trà luôn rồi chứ. Trời ơi, lại trả dạo này nhìn chú đẹp lão nha. Nhớ như quyết định ta như thời ngày nào à. Quan trọng hơn á, hôm nay ta không chỉ tới thăm, ta còn nhắc nhóc để tới nè. Gái ơi. Gì vậy, dạo này chú không chơi với con người nữa hả? Không có gì đâu con, bình thường hả? Trời. Em xin tự giới thiệu. My name is Hi Ha.
em là tổng thống của làng sinh tố. Em là em có kết bạn rất là nhiều với Huggy Wuggy nè, có cả chú Foggy nè, có cả Morky Nessie nữa. Rồi hôm nay dạo gần đây em mới biết thêm đó chính là thế giới này có thêm mommy long leg. Có chú mà ngốc ngốc này ngốc đốc bụng lắm rồi nhờ. Chống lại mới lên là long leg á, nên bây giờ em cũng muốn đi kết bạn rồi, nhờ. Trời ơi, không phải muốn kết bạn với tôi là được nha, tôi không có dễ dãi vậy nha. Rồi, ơi chú, giờ kết bạn là sao chú? Ra nghĩ là để ta nói chuyện coi. Ê cháu ơi, giờ cháu muốn kết bạn, cháu muốn làm cái gì hả? Nói cho ta nghe nào, để lòng ta đi. Có bạn là phải có niềm vui chứ, chứ bây giờ ở đây con cũng chán, không có gì chơi. Wow, cậu nghe chuyện kìa. Dạ. Đẹp không? Đẹp. Hình như cọng này nè, Morky cũng có gì mà nhỏ xíu à, không có đẹp như cọng này. Còn cọng này có xíu thì... Thằng Morky không có tuổi gì chị. Wow, Morky hôm nay đi chơi với bạn gái rồi. Ồ, không có tuổi. Ồ, chị giàu thiệt luôn chứ. Wow. Nhưng mà nó nghe nè. Sao chị? Bác nói gì? Bác nói gì bác? Nói chung vô vấn đề chính là... ơi, cháu làm sao mua vui cho nhỏ đi, nó mới kết bạn được cơ. Dạ. Vui hả ta? Thôi ta. Chị nói vui nghe. Vui hả? Trời ơi, em có vui luôn, em có vui luôn. Làm tổng thống của làng sinh tố. Tổng thống là gì? Tổng thống là gì chú? Không phải em tổng thống, tổng thống là một chức vị rất là cao á, và nắm quyền một cái khu vực. Nói chung có thể làm kêu người ta làm tất cả một thứ. Có đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ở đây có tiền cao nè. Nhưng mà ở đây chị có tiền nhưng mà chị không có quyền. Ở đây nhà cháu có nhà ai đâu. Đúng rồi, đâu có người đâu. Bên tổng thống của em rất là đơn giản chị ơi. Em có thể kêu tụi nó muốn làm gì làm nè. Đó, rồi em xử lý tụi nó làm sao cũng được hết luôn. Chỉ có chú Morky là chỉ được làm tổng thống của làng của em thôi. Thằng con ra cũng từng làm luôn á. Nghe nói nó nói vui lắm luôn á. Đúng rồi, Morky Nessie đã từng làm rồi đó chị. Morky long lét. Dạ, có nghĩa là chị muốn gì cũng được phải không? Đúng rồi. Bên đó nè, có mấy hàng con trai ngầu lắm. Con trai? Wow, có mấy hàng trai, con trai trong làng em. Không được đẹp bằng em thôi, nhưng mà nó quậy. Quậy hả? Đúng rồi. Quậy vậy. Chị phải hành làm tổng thống là nó, hay là chị muốn làm gì nó cũng được, hiểu không? Chủ yếu là vậy. Chủ yếu là những thằng con trai đó nghe lời chị. Đúng không chú? Ờ, chính xác á. Đi ôi, đi liền luôn hả? Ok. Bây giờ chị đầu tiên tổng thống á, là chị phải mặc cho mình một bộ đồ tổng thống đi. Tổng thống là đồ gì? Mặc vest. Thay giống bộ đồ. Đồ vô thằng nhóc đang mặc đó. Thay giống. Đúng rồi. Đồ, chị có bộ đồ đẹp lắm. Bữa mới thiết kế cho nghe. Đại chú. Wow, bà chị Morky long lét này á là bộ đồ ui, cái cọng dây chuyền cái mặt á còn thấy giàu hơn cả Morky Nessie nữa, vậy có nghĩa là tiền nhiều hơn chú. Đúng rồi cháu. Vậy cháu wow. Tiền cái vậy cái đó là nó bao nhiêu chú, con thắc mắc quá chú. Thì ra coi đừng nghĩ đáng giá gì lắm, cho mình gấp hơn hàng Morky khoảng 100 lần á. 100 lần. Còn cái bộ đồ gì nhìn ảo ma vậy? Cháu đi giày ở dưới chân luôn hả? Ôi trời, chị em hỏi cộng dây chuyền này của chị, cái mặt này bao nhiêu tiền nhờ? Thật ra thì cái mặt này chị cũng không đếm được bao nhiêu vậy, nói chung là nó nhiều lắm em. Wow, nó rất là nhiều luôn á em. Wow, nói chung người giàu á quăng tiền mà không có biết giá trị của nó, nói chung là cứ quăng thôi không cần quan tâm. Đúng rồi. Wow. Chị không có quăng, người ta vô người ta lấy tiền à, người ta đưa chị cái này hơn người ta lấy nhiêu chị đâu biết đâu. Wow. Vậy luôn, tiền nhiều nữa không cần đếm luôn hả chú? Kiểu vậy. Đếm không có hết, đếm gì trời. Trời ơi, còn có cặp bông tai nữa kìa. Trời ơi, chị giàu vậy à, chị tiền để đâu cho hết vậy? Chị để vòng vòng ở cái nhà này nè, như tìm kho báu vậy đó em. Ôi em thấy cái nhà này thôi là nó là một cái kho báu rồi đó chị. Trời tiền mà nhóc đâu, đâu, đâu. Như rác vậy trời, lùm luôn rồi. Chắc chị đi tới mấy cái thằng nó coi. Ok, câu đi đó, lạng xin đó thôi. Ủa chú có đi chung không chú? Trời nghĩ ra có việc rồi nha cháu ơi. Có gì thằng nhóc thì ha sẽ hướng dẫn cho. Để em hướng dẫn cho chị cho. Câu, hôm bữa bà Mommy Long Leg cũng mới chơi bển xong á chị. Làm tổng thống bên bển á. Trời ơi, Mommy Long Leg không? Bà già nó cũng làm bển á hả? Mời bà nội đó đó. Bà vô bà bắt người ta mặc đồ màu hồng không à. Trời ơi, mẹ bánh bèo đó hồng lè lè cái gớm.
mẹo bánh bèo. Ờ đi 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 đi, bây giờ phải ra khỏi cái nhà máy này trước đã thì mới tới làng của em được chứ, giờ còn trong nhà máy mà. À vậy hả? Ôi giời, mình đã có mốt cách ghi lon lét rồi. Ê, cách nào chị? Có cách nào cho chị đi lẹ hơn không? Dạ chị, em biết chứ liền, chị có thể... Chị, thôi em không biết chị ơi. À giờ chị có thể bay được á, quên. Ờ đúng rồi, nên định nói vậy luôn. À, bay, bay hả? Được, bay được giống em nè. À. Đó, khoái chí liền. Đi thôi, đi thôi. Tao không xong. À, muốn ra nói chuyện về cái sự giàu có không? Oh. Như kiểu cái dây chuyền này đó nhờ. Dây chuyền thì sao ấy? Dây chuyền á của người giàu, nó tượng trưng cho sự giàu có của một con người. Cho nên nhìn vào dây chuyền của ai là biết người đó giàu cỡ nào rồi đấy. Ví dụ điển hình ha, nhìn của ta đây nè, nhìn là biết rất là giàu rồi. Và so với cái này là cháu biết là ta giàu hơn con nhỏ Mocky đúng không? Nhưng mà so con nhỏ Mocky với thằng con của ta Mocky Nexi thì con nhỏ này nó giàu hơn, còn con một thằng Mocky nó nghèo hơn. Hiểu chưa? Vậy là chỉ cần nhìn cái mặt ai nhìn mà lấp lánh cau sang kiêu sa như thế này là đủ biết ai giàu hơn ai rồi đúng không? Chính xác rồi đó. Wow, hấp dẫn à. Mình mới cập nhật thêm thông tin mới về phân biệt độ giàu nghèo rồi các bạn. Vậy bây giờ chú đi về hả chú? Chính xác rồi con, sẽ có việc bận. Bây giờ cháu hoàn thành nhiệm vụ ta trả ơn cho nhóc Hi Ha hồi nãy rồi đó. Giờ ta về nha. Dạ. Còn mai bóc đổ xe khác đi, đổ xe giống của ta hoài à. Ôi trời. Ồ sao chứ, sao chơi chị chơi xe giống ổng quá vậy? Ừ. Tại cái mẫu này mẫu mới nhất mà. Trời ơi, mẫu mới nhất là chị mua một đống và chị chân như này vậy thôi à. Mua một lớn chứ mua một chiếc mua chị em. Mua xe mà mua một lớn à. À chào chú. Thanh kêu chú nhiều nha. Ok. À hoài đó mệt. À đi đi với chị. Trời ơi. Ôi đi cũng sang chảnh ghê chừ. Đánh là, đánh không nè, Sài Gòn chợ lớn, Sài Gòn chợ lớn, Sài Gòn chợ lớn, Sài Gòn chợ lớn, Sài Gòn chợ lớn. Ai dạ quá chị. Nào vô lấy đi cho. À, được, để bữa nào em rảnh em qua lấy nha chị ơi. Chị nào chị có lố mới về mà chị lẻ. Chị không biết để đâu, cứ để qua nhà em. Tao chị đi chạy nha. Ok ok, giờ tới làng em luôn rồi, chị cứ quăng ở làng em mà tự động nó về nhà em mà nó cứ vậy đó, nó ngộ vậy đó. Đi thôi đi thôi, chị mất đi. Ôi ôi chị bay dữ vậy. Ôi chị ơi, chị bình tĩnh. Em hỏi nè, bây giờ chị có muốn xuất hiện bất ngờ không? Có, càng lồng lộn càng tốt em, được. Được, để em. Quay. Quay làm gì vậy? Trời ơi, mấy thằng khốn nạn này, dừng tay lại đi. Ai ơi, ai cho tao phải dừng tay. Trân trọng một điều rất là vui vẻ cho tụi mày nè. Sao mà vui vậy kìa? Có gì vui? Tao được làm tổng thống không? Tao sẽ từ chối làm tổng thống. Tại vì tao sẽ làm tổng thống. Cái này quen không? Cái tình huống này quen không mọi người? Tao cũng làm tổng thống rồi. Mà ông còn từ chức như vậy, tụi nó còn quậy tụi tôi hơn. Bình tĩnh đi giùm đi, bà không thấy nó quen như thằng Jack nói hay sao? Em thấy nó cũng quen á chị Jimmy ơi. Lấy đi thằng Jack cho mình xin giới thiệu Morgan Long Lát, người sẽ đây tôi làm tổng thống. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, đây chính là Morgan Long Lát. Một Morgan giống Morgan Nessie đâu, nhưng không, đây chính là Morgan Long Lát trong gia tộc giàu có. Là sao? Trời ơi, nhìn ra ghê vậy. Ê, Mommy Long Lát giống gì giàu à? Có giống gì vậy? Giống như Huggy Wuggy thì có Morgan Nessie đó, hiểu không? Còn Mommy Long Lát thì có Morgan Long Lát, thế giới của nhà giàu. Ồ, chị à, chị ơi. Chị em Tiền. Ủa, sao nghe giọng chị nói vậy hết vậy? Em lụng quá vậy, sao em lụng quá vậy? Để chị cúi xuống. Ok. Wow, nhìn chị đẹp quá à. Em thích màu xanh của chị em luôn á. Không phải màu xanh đâu Jimmy. Màu xanh chứ màu gì? Không phải màu xanh màu vàng. Nếu đâu mà dậu vậy có tiền trời không? Trời ơi, nghe này, nghe nè. Sao? Đây không phải màu xanh màu vàng đâu, mà đây chính là kim cương và vàng đó. Ôi trời ơi, còn đẹp hơn nữa. Trời, nhìn bà này chói như mặt trời vậy đó. Vậy là cỡ dài. Trời ơi, trời. Kim cương và vàng hả? Ủa nhưng mà ngoài giàu ra bảo làm gì mình không? Bà đâu làm gì đâu. Cái đứa này á là mấy đứa quậy đúng không? Nguyên đám này đúng không? Chị để em nói cho. Ba cái thằng này nè, đó ba cái thằng ngay đây nè, đó ba tụi nó là ba cái thằng quậy đó chị. Ba thằng lẻ hả? Đúng rồi chị. Tôi không tin nữa, tôi không tin chị giàu chị. Sao chị? Đúng rồi, bà sao chị giàu hả? Vậy thì chị cho mấy đứa cái này vui lắm nè. Ôi cái gì vậy? Dở dàng. Ôi tôi vậy. Ôi ôi. Tôi
có cho anh phân dạng nè. Chị ơi, giống dẹp chị tới đây dẹp em tặng cho đồ cho chị ăn nè. Chị tới dạng nè. Ủa, tôi mang gì tới của chị về bán nè. Đấy, nó mấy đợt này mặt mũi của nó lạ vậy. Tụi mày, tụi mày mặc chạy quá. Tụi mày mặc chạy à. Mày xỉa rồi. Ôi mày láo cá đi con. Nó giống cá. Nó giống cá. Chánh gà, chánh gà. Ui. Bé làm đồ ăn ngon quá vậy ta. Trời chị không biết hả? Dung My là người làm bánh ngon nhất trong cái này luôn á. Được, bây giờ em cho chị ăn rồi, chị sẽ tặng lại cho em một món quà. Đúng. Wow. Một món quà. Thì em thấy chị đẹp không? Dạ đẹp. Được lắm, chị cho chị. Nhà em ở đâu? Nhà em ở đâu? Dạ nhà em thì đi thẳng là đẳng là sẽ tới. Nè chị ở đây nè. Nhắc nhắc chị về nhà, cái này phải về nhà được. Ủa, dắt đi đâu ta? Đó, tụi mày lắm chấp. Mày cứ kiếm về mấy con gì ghê quá vậy. Tại sao mày ai kêu tụi mày láo chơi giờ tao không làm gì đâu. Đúng rồi. Đâu? Ôi coi coi. Chưa nhảy. Ôi làm gì ta? Ôi trời ơi, chị cao quá chị ơi. Mấy đứa này đi đâu rồi? Trời ơi, cho em vô nghĩa đi. Ra ngoài mà nhiều chuyện hả mày? Trời ơi, mấy đứa này nhiều chuyện ghê. Đây nè chị mất chị xinh hả nè. Ôi làm gì trong đó trời. Không có nhận nhăn, không có nhận nhăn. Ê, mày không nhìn nha mày, mày khốn nạn. Ê, em đẹp nha. Quay nhiều chuyện rồi, tao đá tụi bay một cước bây giờ. Quay chuẩn bị coi nè. Gì vậy, gì vậy chị? Chuẩn bị coi một cái Miss Friend. Miss Friend. Trời ơi, ao vậy chị ơi. Trời ơi, em muốn rồi. Em muốn vậy, em muốn vậy. Em muốn tay nè. Em cũng muốn rồi. Tụi nó muốn kìa chị. Ơi, cảm ơn ông, cảm ơn ông, cảm ơn ông nha. Cho tôi, cho tôi. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ đứa nào cũng muốn có vàng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hay là đi ra bên ngoài đi chị ơi, trong này chật hẹp quá. Hợp lý. Được, ôi trời, chị chua một phát ra luôn rồi. Chào tôi rồi. Bốn thằng này đúng không? Ba cái thằng quậy quọ này được rồi. Chị cho tụi bay. Ồ, đẹp lắm, đồ đẹp lắm với mấy. Đồ đẹp lắm. Của em nó vậy luôn. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, nó bị gì vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ủa tụi nó đi. Ê ơi, tụi nó lại. Ôi, đừng có đi bắt tao vàng. Ôi 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 ôi. Ôi chị ơi, vàng ơi là đây là em gái em, chị cho nó thằng vàng ơi chị. Em gái em thích vàng lắm. Được rồi. Sao gà nó bay luôn rồi? Đâu gà làm gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Sao xuống? Nó bay. Dạ đúng rồi. Có thể làm được cái cầu luôn nè. Đồ. Đỉnh cao quá vậy chị. Wow. Ủa? Mà nó ra ở đây là ông tin trong có bộ đồ vàng giống tụi luôn ấy. Thôi, tôi mặc đồ tổng thống vậy là ok rồi, không cần đâu. Chị ơi, em cũng muốn có đồ vàng nữa. Đúng rồi đó, cho em gái em với chị. Ơ hả, con bé này nó có quậy à? Không, em có quậy, em hiểu thôi à. Con có muốn không nhá? Không quậy à? Thôi, thôi, cho em chơi, cho em chơi. Ừ, trả nó đi chị. Chị Kỷ ơi, thằng gì vậy? Chị Kỷ làng cầu tuột kìa. Yeah, vui quá đây. Dạ chị, giờ là suốt đời tụi nó không xuống được luôn hả chị? Ừ, đúng rồi. Xuống cái nào tụi bay. Trời ơi, cái đầu là cái vàng đó. Trời ơi, con bò vàng. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá. Cái gì đồ vậy? Ấy, ông có muốn làm cháu vàng không? Ờ, cái này con vui. Được không chị? Muốn em. Được luôn, con cáo vàng được luôn. Con cáo vàng. Con cáo vàng luôn. Con cáo vàng. Ơi, bé gà. Bé gà có muốn làm con gà vàng không? Cáo Huy đang làm gì vậy? Làm gì kệ tao. Cái gì vậy ta? Từ tôi coi. Cái gì ai biết? Cái gì ai biết? Gì vậy? Ngu. Ngu. Alo. Chó này nó mất dạy gì chứ. Sao làm gì ta, làm gì ta, làm gì ta. Tao giàu, tao giàu tao quá rồi. Tao đâu có té được. Sao mày đánh được? Sao mày đánh được? Mày ngon mà đánh tôi lại coi, mày coi sao đánh tôi, sao tôi rớt được. Đánh đi, đánh đi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Nguyên nó hết giàu luôn. Ôi trời ơi. Thằng này nó thách thức cái người trà tạo ra cho nó có vàng. Ừ, thằng này láo rồi chứ. Dạy vậy mày. Wow! Trời ơi, bộ đồ đẹp gì vậy? Đẹp luôn vậy? Wow! Ở đâu? Trời! Ý, bây giờ chị vẽ với ông như bự vậy? Gì? Ủa, mấy cái gì vẽ nó khách hoạt luôn rồi? Ờ, vẽ chứ ai trời ơi, hãy giờ nha! Vẽ cái gì ơi, chơi vẽ tụi đi chị ơi! Đang vẽ kìa! Ôi, ôi!
chưa chạy chưa chạy chưa chạy chưa chạy chưa chạy chưa chạy 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 mà banh làng à chị ơi. Ủa chị xin lỗi vì chị cho cái làng của em giác vàng luôn, em chịu không? Không có, không chịu chị ơi. Thôi các bạn ơi, thì video tổng thống này đến đây thôi. Cái này là tổng thống một kỳ lon lét đó các bạn. Nếu các bạn thích video này đừng quên để cho mình một like, một share video cho mình nha. Bây giờ thì bye bye. Bye bye.